Cụ thể, các nội dung ký kết giữa hai bên nhằm vận động hội viên hội cựu chiến binh trong cả nước bằng nhiều hình thức để chấp hành luật giao thông. Có nhận thức đúng về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, vận động các hội viên tự giác đội mũ bảo hiểm có chất lượng, cài quai đúng quy cách cho bản thân và người thân trong gia đình, nhất là trẻ em. Giáo dục thanh thiếu niên không sử dụng xe máy. Bên cạnh đó, mỗi hội viên cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phơi nông sản gây ách tắc và tai nạn giao thông, điều khiển xe an toàn qua các điểm đen tai nạn. Trong 10 năm qua, nhiều chương trình đã được Hội Cựu Chiến binh triển khai thực hiện như bến đỗ an toàn, cây cầu cựu chiến binh, đoạn đường ông cháu cùng chăm. Nhiều hội viên đã dùng những cách rất riêng của mình như nhặt đinh trên đường quốc lộ, loa đài lưu động hay tự nguyện cấp cứu người bị tai nạn giao thông, đã góp phần không nhỏ trong công tác giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại địa phương. Tại lễ ký kết, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn giao thông của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, thể hiện sự tin tưởng hội với tinh thần anh bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tham gia vào trận chiến đấu và chiến thắng hai kẻ thù của thời bình là ùn tắc và tai nạn giao thông.